Minh Huấn đang có mặt tại tầng 5 kho xe Toyota Thanh Xuân. Và trong video ngày hôm nay, Huấn sẽ mang tới kênh Happy Car, mang tới anh chị về chương trình bán hàng trong tháng 7 năm 2022 này. Những cái ngày cuối tháng, nửa tháng cuối tháng 7 này sẽ có những cái chương trình đặc biệt hấp dẫn để chạy ngầu anh chị nhé. Còn chần chừ gì nữa, hãy cùng Minh Huấn chạy ngầu luôn. Đầu tiên là chương trình bán hàng của dòng xe Toyota Corolla Altis 2022 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Và đây là chiếc xe màu đen với bản G giá niêm yết là 719 triệu. Thì hiện tại Huấn có thể giảm cho anh chị lên tới là 30 triệu tiền mặt nếu anh chị muốn giảm tiền mặt. Còn nếu không thì sẽ giảm 25 triệu tiền mặt và tặng gói phụ kiện trị giá 15 triệu đồng, như là dán kính của Mỹ, trại sàn hay cam hành trình hay tất cả mọi thứ. Cực kỳ là tốt luôn anh chị ạ. Thì muốn sở hữu chiếc xe Altis này trong tháng 7 dương lịch thì gọi điện cho Minh Huấn hotline 0394046604. Và tất nhiên rồi, với bản G này thì còn đủ màu sắc, đủ màu nội thất để giao cho anh chị trong tháng 7 nhé. Hãy liên hệ Minh Huấn ngay nhé. Và nếu như mà cái phiên bản V hay gọi là bản Q ấy, của Altis giá là 765 triệu thì Huấn cũng giảm cái mức tương tự. Với giá là 765 triệu thì vẫn có những cái phường gói quà tiền mặt phụ kiện như bản G nha anh chị. Ở đây là với Camry này, Camry bản 2.0Q giá là 1 tỷ 185 triệu ở đây. Đó. Với phiên bản này thì hiện tại Huấn cũng đang có xe đại giao. Và đặc biệt là với bản G, tức là giá là 1 tỷ 070 triệu thì Huấn đang có phiên bản 2021 có thể là trừ đi 70 triệu tiền mặt luôn. Tức là năm sản xuất năm 2021 thôi, nhưng mà phiên bản năm 2022 giảm đi 70 triệu, còn với phiên bản 2022 sẽ giảm 2 đến 30 triệu đồng. Và đây là Vios này. Mẫu xe này thì cũng đang có cái chương trình giảm cực kỳ tốt tại Toyota Thanh Xuân. Cụ thể là với phiên bản G giá niêm yết là 592 triệu thì đang được giảm lên tới là 30 triệu đồng tiền mặt cùng những cái quà tặng kèm theo nữa anh chị nhá. Cực kỳ là tốt luôn ạ. Với bản CVT bản giữa thì giá là 542 triệu thì cũng được giảm lên tới là 25 triệu đồng tiền mặt. Và phiên bản thấp nhất cũng được giảm lên tới là 15 triệu tiền mặt và tặng gói phụ kiện kèm theo. Đây, tiếp theo là một chiếc xe mà phải nói là cả thị trường đang tìm nó, nhưng mà không ai ngờ là nó đang ở Toyota Thanh Xuân trên tầng 5. Trốn rất là kỹ luôn. Giá của chiếc xe này là hơn 4 tỷ đồng và chiếc xe này cực kỳ hot. Hot vì nhiều thứ. Có thể là đây là ông vua rồi, vua của Toyota rồi. Toyota Land Cruiser LC300 nhập khẩu nguyên chất từ Nhật Bản. Nói chung là không phải giải thích nhiều chiếc xe này nữa, tại vì bây giờ mà chị mua thì Huấn cũng không có hàng để bán đâu. Thôi bỏ qua đi. Đây là chiếc xe Toyota Veloz này. Veloz thì sẽ có hai bản là bản E-CVT giá niêm yết là 648 triệu và bản top là giá 688 triệu. Thì Huấn cũng đang có xe giao trong tháng 8, tháng 9. Bán nguyên giá anh chị nhé, không có quà tặng gì cả đâu. Bán nguyên giá cho anh chị thôi là cực kỳ tốt rồi. Cross thì sẽ có bản G, bản V, bản Hybrid giá là được là 746, 846 và 936. Thì trong tháng 8, tháng 9 Huấn cũng có Cross giao cho anh chị với cái mức giá cực kỳ tốt là bán nguyên giá anh chị nhé. Đó, có xe giao sớm thôi. Và đây là chiếc xe Vios G màu đen này. Đó, dạng 30 triệu tiền mặt đấy. Cross G này giá 746, màu trắng ngọc trai là 754. Đây, đây là chiếc xe bản top. Đây, bản top của nó là Veloz top. Veloz top thì giá 688 triệu. Huấn đang có xe giao tháng 7 này, một suất giao ngay trong tháng 7 này. Anh chị quan tâm từ Veloz top thì liên hệ hotline luôn. Veloz top Huấn đang có giao ngay anh chị nhé. Và tiếp tục di chuyển sang mạng bên khác của kho xe thì Huấn có thêm những cái mẫu xe mới như ở đây là Fortuner phiên bản máy dầu giá niêm yết là 1 tỷ 107 triệu thì Huấn đang có xe giao trong tháng 7 này, giảm giá khoảng 10 triệu đồng tiền mặt anh chị nhé. Nếu liên hệ chiếc xe này thì Huấn sẽ có giao luôn cho anh chị trong tháng 7 này. Đây, nếu anh chị quan tâm tới Fortuner máy dầu một cầu số tự động thì liên hệ với Minh Huấn sẽ có giao luôn ạ. Đây là Cross phiên bản V màu trắng ngọc trai. Đây là máy xăng giá 1 tỷ 187 triệu thì hiện tại cũng đang giảm 10 triệu tiền mặt và có xe giao trong tháng 7 này luôn. Camry này. Và đây là xe Altis phiên bản màu trắng ngọc trai bản V 765 triệu, giảm luôn 30 triệu tiền mặt hoặc là 25 triệu tiền mặt tặng gói phụ kiện. Veloz top có xe giao ngay. Đó. Và bên này cũng rất là nhiều xe mà Huấn muốn chia sẻ với anh chị đây. Đó anh chị nhé. Đó. Vios này đủ màu luôn.
Phải nói là VIOS bây giờ anh chị mua xe gì Huấn có xe đấy, độ màu, giá thích bao nhiêu thì dạng bấy nhiêu. Trước mắt là chào dạng 30 triệu nhá. Đó. Vâng, và vừa rồi Huấn đã chia sẻ với anh chị tất cả những cái chương trình bán hàng trong kho xe của Toyota Thanh Xuân. Và nếu anh chị quan tâm tới mẫu xe nào, gọi hotline 0394046064, Huấn sẽ chia sẻ trực tiếp cho anh chị và giúp anh chị có những chương trình bán hàng cực kỳ tốt nhất. Và tất nhiên rồi, đến với Minh Huấn, đến với HBK sẽ có được cái sự phục vụ cực kỳ chuyên nghiệp, nhanh, gọn gàng và được việc cho anh chị. Vậy thôi, giá thì cực kỳ tốt rồi. Huấn xin cảm ơn anh chị hãy đăng ký kênh, like để ủng hộ đội ngũ HBK. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong video lần sau. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Gọi điện hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe Toyota.